quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trên kênh Country Channel, kênh tin tức Canada và thế giới của người Việt tại Canada. Tiếp theo trong bản tin của ngày 3 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý trên thế giới sau đây. Quỹ tiền tệ quốc tế thừa nhận đáng lo ngại về đồng đô la Mỹ đang mất vị thế. Khả năng cao là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất lần thứ 10. Hoa Kỳ đang xác thực cáo buộc của Nga về việc Ukraine âm mưu ám sát ông Putin. Nghi phạm giết chết 5 người hàng xóm ở bang Texas, Hoa Kỳ bị bắt sau 4 ngày truy bắt. Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sang năm nước. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý, sau đây là phần tin chi tiết. tại hội nghị toàn cầu của Viện Milken năm 2023 ở Beverly Hills, California, Hoa Kỳ, mới đây tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF là Kristalina Georgieva nói rằng đồng đô la Mỹ đang dần mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ chính của thế giới, theo RT đưa tin. Bà Georgieva cũng cho biết đã có sự dịch chuyển dần dần khỏi đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ từng chiếm 70% dự trữ, giờ chỉ còn dưới 60%. Tuy nhiên, theo bà Georgieva thì không có lựa chọn khả thi nào trong số các loại tiền tệ toàn cầu mà có thể thay thế đồng bạc xanh trong tương lai gần. Theo người đứng đầu IMF thì đồng euro có thể được coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với đồng đô la Mỹ, trong khi đồng bảng Anh, đồng Yên Nhật và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đóng vai trò rất khiêm tốn. Bà Georgieva nhấn mạnh, yếu tố hàng đầu để tin tưởng vào đồng tiền của quốc gia này hay quốc gia kia là sức mạnh của nền kinh tế và độ sâu của thị trường vốn. Vào ngày 2 tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, gọi tắt là Fed, bắt đầu cuộc họp dự kiến kéo dài trong 2 ngày về khả năng tiếp tục sẽ tăng lãi suất cơ bản. Từ tháng 3 năm ngoái thì Fed đã thực hiện một chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ, nhanh chóng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát đang cao hơn mức mục tiêu dài hạn là 2%. Giới phân tích cho rằng, Ủy ban Thị trường mở liên bang là cơ quan hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm nữa sau cuộc họp này và đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 10 của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ngân hàng có thể quyết định một đợt tăng lãi suất nữa trước khi tạm dừng để đánh giá đầy đủ các tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang diễn ra sau khi nền kinh tế Mỹ chứng kiến một trong những vụ đổ vỡ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử. Ngày 1 tháng 5 vừa qua thì ngân hàng First Republic đã tuyên bố phá sản và JP Morgan, ngân hàng lớn nhất của Mỹ, sẽ mua lại toàn bộ các khoản tiền gửi, gần như tất cả tài sản của ngân hàng First Republic. Quỹ ban này luôn khẳng định việc tăng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu là phù hợp để kiềm chế lạm phát, cơ quan này cũng dự báo rằng lãi suất ngắn hạn chủ chốt sẽ tăng lên mức từ 5 đến 5,25% vào cuối năm 2023. Mỹ cho biết đang cố gắng xác thực cáo buộc của Nga về việc Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công nơi ở của Tổng thống Nga Putin ở Điện Kremlin. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang tìm cách xác thực cáo buộc của Nga rằng Ukraine tổ chức ám sát Tổng thống Nga Putin bằng máy bay không người lái trong đêm 2 tháng 5. Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông không thể xác thực cáo buộc của Nga. Nêu quan điểm riêng thì ông cho biết mình sẽ xem bất cứ tuyên bố nào của Điện Kremlin là rất không đáng tin. Khi được hỏi liệu Mỹ có chỉ trích Ukraine nếu nước này quả thực có tiến hành một vụ tấn công trên lãnh thổ của Nga, ông Blinken cho biết việc tự vệ đất nước thế nào là do Ukraine quyết định. Về phía Mỹ thì ông khẳng định Mỹ quyết tâm trong việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Ngày 3 tháng 5, truyền thông Nga đồng loạt dẫn cáo buộc của Điện Kremlin tố Ukraine tổ chức tấn công vào nơi ở của Tổng thống Nga Putin trong Điện Kremlin bằng máy bay không người lái để sát hại ông nhưng thất bại. Nga xem vụ tấn công là một hành động khủng bố có kế hoạch, và họ nói thêm rằng phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở bất cứ đâu và khi nào phù hợp, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết. Về phía mình thì Ukraine khẳng định hoàn toàn không liên quan đến bất cứ vụ tấn công bằng máy bay không người lái nào vào Điện Kremlin. Chúng tôi không tấn công Điện Kremlin vì trước hết nó không giải quyết bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak nói, theo ông thì hành động này chẳng mang lại lợi ích gì cho Kiev trên chiến trường. Những tuyên bố này có thể cho thấy Nga đang tạo cớ để tấn công Ukraine quy mô lớn trong những ngày tới. Nghi phạm bị buộc tội giết 5 người hàng xóm của mình ở bang Texas, Hoa Kỳ đã bị bắt vào tối 2 tháng 5 sau cuộc truy bắt kéo dài 4 ngày. Francisco Oropisa, 38 tuổi, bị bắt tại thành phố Cut and Shoot, cách thành phố Houston khoảng 72 km về phía bắc các nhà chức trách Mỹ cho biết họ đã nhận được những cuộc gọi từ những nơi xa xôi như là các bang Wyoming, Florida, Oklahoma và Maryland từ đường dây nóng của FBI. Đối tượng Orapisa bị bắt chỉ hơn một giờ sau đó. Orapisa bị cáo buộc là đã xả súng bắn chết 5 người hàng xóm của mình theo kiểu hành quyết vào ngày 28 tháng 4 tại thành phố Cleveland bằng một khẩu súng trường tấn công kiểu AR-15 sau khi một trong số họ phàn nàn rằng tiếng súng phát ra từ khu nhà liền kề của đối tượng khiến trẻ mới sơ sinh của họ không ngủ được. Sau vụ thảm sát, Oropisa tiếp tục chạy trốn. Gần 250 sĩ quan đặc vụ FBI và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tham gia vào cuộc truy lùng hung thủ. Mỹ đang có kế hoạch tạm thời gửi thêm 1.500 binh sĩ tại ngũ tới biên giới phía nam ở Mexico để hỗ trợ trước làn sóng người di cư dự kiến sẽ xin tị nạn, động thái trên diễn ra trong bối cảnh tiêu đề 42 là luật y tế công cộng cho phép Mỹ từ chối các yêu cầu xin tị nạn và di cư vì lý do sức khỏe cộng đồng sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 5. Một số quan chức cấp cao của Mỹ nhận định việc chấm dứt tiêu đề 42 có thể thu hút thêm nhiều người có mặt tại biên giới Mỹ Mexico nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ các binh sĩ được điều động sẽ hỗ trợ lực lượng biên phòng Mỹ để xử lý các yêu cầu của người di cư. Ủy ban châu Âu đã cấm nhập khẩu lúa mì, bắp, hạt cải dầu và hạt hướng dương có nguồn gốc từ Ukraine và Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, 2023. Theo Ủy ban châu Âu, thì các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời này là cần thiết trước tình trạng các cơ sở lưu trữ bị quá tải và các vấn đề phức tạp do tắc nghẽn hậu cần hiện nay mà năm quốc gia này đang phải đối mặt đây cũng là một phần của gói hỗ trợ chung do ủy ban châu âu đưa ra và chúng sẽ được bổ sung bằng hỗ trợ tài chính cho nông dân ở năm quốc gia này các biện pháp bổ sung cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển ngũ cốc của ukraine đến các quốc gia thành viên châu âu và nước thứ ba khác ủy ban châu âu cho biết các biện pháp này có thể được gia hạn trong thời gian này, thì việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua năm quốc gia đến các khu vực khác của Liên minh châu Âu hoặc là các quốc gia khác bên ngoài Liên minh châu Âu vẫn được phép. Hồng Kông là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới với thị trường nhà ở giá cả phải chăng ít nhất thế giới và mỗi chỗ đậu xe có thể lên tới gần 1 triệu đô la Mỹ. Chính quyền Hồng Kông đã tăng mức lương tối thiểu thêm 32 cent Mỹ vào đầu tuần này, Mức lương tối thiểu mới tại Hồng Kông hiện ở mức 40 đô la Hồng Kông, tức là 5,1 đô la Mỹ mỗi một giờ. Mức lương tối thiểu được xem xét 2 năm một lần nhưng đã bị giữ nguyên ở mức cũ vào năm 2021 do nền kinh tế Hồng Kông chịu tác động của COVID-19. Hồng Kông liên tục được xếp hạng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2022 thì Hồng Kông cùng với Los Angeles của Hoa Kỳ ở vị trí thứ tư trong chỉ số chi phí sinh hoạt toàn cầu do Economic Intelligence Unit công bố. New York, Singapore và Tel Aviv là ba thành phố ở những vị trí hàng đầu. Thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc mới đây cho thấy khoảng 13.000 người nhập cư bất hợp pháp đã rời Hàn Quốc sau khi chính phủ nước này thực hiện một đợt truy quét kết hợp với chương trình xuất cảnh tự nguyện trong 2 tháng qua. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đợt truy quét mới nhất này chủ yếu được tiến hành trong các lĩnh vực có thể gây hại cho xã hội như là dịch vụ giải trí và trong các ngành liên quan chặt chẽ đến công việc của người dân địa phương như là hậu cần và giao hàng. Tổng cộng đã có 7.578 lao động nhập cư không có giấy tờ bị bắt và 6.863 người trong số họ bị buộc tội hoặc là xa lệnh rời khỏi Hàn Quốc. 208 người khác bị phạt và một số đang bị tạm giữ để điều tra. Bên cạnh đó, có 5.247 người di cư bất hợp pháp đã rời khỏi Hàn Quốc thông qua chương trình xuất cảnh tự nguyện. Ngoài ra, đã có 1.701 chủ sử dụng lao động bị phát hiện thuê người lao động bất hợp pháp và 12 công ty môi giới việc làm bất hợp pháp đã bị phạt tiền. Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp cấp lãnh đạo tài chính song phương đầu tiên sau 7 năm, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang tăng băng trong bối cảnh có những thách thức chung. Các cuộc đàm phán tài chính song phương được nối lại với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Shunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc, Cho Kyung-ho, diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Hàn Quốc vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tại cuộc gặp thì bộ trưởng tài chính hai nước đã bàn thảo những vấn đề hai bên cùng quan tâm như là trên lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đối thoại định kỳ hàng năm giữa bộ trưởng tài chính Nhật Bản và Hàn Quốc đã bị đình chỉ kể từ năm 2016 do những bất đồng về lịch sử thời chiến. Nhưng mối quan hệ giữa các đồng minh của Hoa Kỳ đã được cải thiện trong những tháng gần đây khi đối mặt với các vụ phóng tên lửa thường xuyên của Triều Tiên và ảnh hưởng ngày càng lớn hơn của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Ở tuổi 83, một cụ bà người Pháp vẫn luôn giữ cho mình một thói quen rèn luyện thể chất nghiêm ngặt. Mục tiêu của bà là tham gia giải chạy marathon ở Thế vận hội Olympic Paris năm tới. Nhìn những bước chạy này, có ai nghĩ là bà Barbara Humbert đã 83 tuổi? Với niềm đam mê chạy bộ kéo dài hơn 40 năm, ước tính bà đã trải qua 8.000 km trong các cuộc thi chính thức, khoảng cách tương đương từ thủ đô Paris Pháp tới thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc dù đã thử sức ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ, nhưng với bà Barbara, được tham dự cuộc thi Marathon vào năm tới ở Thế vận hội Olympic, tổ chức tại Pháp là mong ước lớn nhất. Đây là lần đầu tiên giải Marathon ở cấp Olympic được mở cho công chúng tham gia. Do ban tổ chức Marathon for All giới hạn chỉ 20.024 suất nên bà Hamburg đang tích cực vận động để có một vị trí tham gia. Trong lúc chờ kết quả thì bà vẫn duy trì sức khỏe và phong độ bằng việc tập luyện thường xuyên và một chế độ ăn uống khỏe mạnh. Met Gala và tiệc thời trang được mong chờ nhất năm hôm qua đã chính thức trở lại tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Hoa Kỳ. Sự kiện năm nay đặc biệt tưởng nhớ và tôn vinh nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld. Met Gala 2023 luôn là một trong những sự kiện thời trang được chú ý. Trong lần quay trở lại này, sự kiện thời trang danh giá này tôn vinh cố nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld với chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, tạm dịch là Karl Lagerfeld đường nét của vẻ đẹp. Các khách mời tham dự dạ tiệc được khuyến khích diện những bộ cánh tôn vinh ông và trên thảm đỏ của Met Gala năm nay thì có nhiều ngôi sao xuất hiện trong những thiết kế rất sáng tạo mang tính biểu tượng của Karl Lagerfeld dành cho các thương hiệu thời trang gắn liền với tên tuổi của ông như là Chanel, Chloe và Fendi. Met Gala 2023 được đồng tổ chức bởi nữ ca sĩ Dua Lipa, minh tinh Penelope Cruz, ngôi sao quần vợt Roger Federer, nữ diễn viên và kim biên kịch Michaela Coel cùng sự chủ trì của bà Anna Wintour là tổng biên tập tạp chí Vogue, đồng thời là đồng chủ tịch của Met Gala từ năm 1995. Thưa quý vị, một làng nghề bánh tráng ở Việt Nam hơn 200 năm đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. Đây là niềm vui lớn đối với bà con làng nghề đã hơn 200 năm nỗ lực lao động, tạo ra những chiếc bánh tráng thơm ngon đến làng bánh tráng Thuận Hưng ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Sau khi đi hết quãng đường hơn 40 km từ trung tâm thành phố Cần Thơ, dọc hai bên đường làng cùng với tán cây xanh, những vỉ bánh tráng được các hộ dân phơi đều tăm tắp đã vẽ nên bức tranh thôn quê bình dị và đẹp mắt. Chưa vào mùa cao điểm Tết Nguyên Đán nên lò bánh tráng của các hộ dân không đỏ lửa thường xuyên, chỉ sản xuất bán cho mối lái và bán lẻ cho người dân sống lân cận, khách tham quan dừng chân tại lò bánh tráng thi thơ, anh Trần Thanh Tâm, chủ lò bánh, chia sẻ. Không biết nghề bánh tráng có từ lúc nào, riêng nhà anh đã ba thế hệ gắn bó với nghề này. Ông bà anh kể, ban đầu thì chỉ có vài người làm bánh tráng sử dụng vào dịp Tết, nhưng những chiếc bánh thơm ngon có hương vị đặc trưng đã tạo sức hút với người thưởng thức. Dần già thì người người, nhà nhà bắt tay vào làm, ngót ngát mà làng nghề cũng ra đời hơn 200 năm anh tâm cho biết hầu hết bánh ở làng nghề được tạo ra từ nguyên liệu chính là gạo và pha bột theo tỷ lệ chuẩn của từng hộ thêm một chút muối để vị bánh được đậm đà hơn ngoài loại bánh tráng truyền thống chỉ pha với ít muối trải qua thời gian nhằm phù hợp hơn với nhu cầu người tiêu dùng ở thuận hưng xuất hiện thêm một số loại bánh là bánh tráng giòn bánh tráng dừa và bánh tráng rút Đặc biệt, từ lúc làm nghề cho đến nay thì các gia đình sản xuất theo quy trình khép kín từ không mua nguyên liệu, chế biến thô cho đến thành phẩm. Mua gạo về ngâm rồi xay luôn thì mới ngon, để cũ thì bị chua không ngon. Bánh tráng này làm cực vì phải nạo dừa, nước cốt dừa, pha tráng bánh, vỏ thì dùng để nướng, rồi xay bột, để bóp bột cho khô. Làm 3-4 công đoạn, sau đó đem ra lò tráng, theo anh Trần Thanh Tâm bày tỏ. Khâu tráng bánh là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người thợ. Lượng bột để tạo ra một chiếc bánh, đông bằng một chiếc kéo nhỏ. Bánh được tráng lên một tấm vải, được cán trên một chiếc nồi. Lửa để liêu siêu, sau tầm 20 đến 25 giây là bánh đạt yêu cầu. Ăn ướt thì ăn tại chỗ sau khi chín, còn nướng thì đi phơi khô rồi nướng. Sau khi tráng bánh để lên vỉ thì người thợ làm bánh sẽ canh nắng để phơi bánh. Lúc phơi người thợ phải canh cho vừa nắng, nắng gắt quá thì bánh sẽ dễ bị nổ chiếc bánh tráng thuận hưng vẫn ngày ngày đến với người dân trên cả nước hy vọng với nhiều chiến lược phát triển của các sở ngành khi du lịch gắn với nghề thủ công truyền thống phát triển sẽ mang lại thu nhập ổn định hơn cho người dân từ đó mọi người phấn khởi an tâm lao động và ra sức gìn giữ phát huy nghề thủ công truyền thống của địa phương Song song đó là nghề bánh tráng Thuận Hưng còn trở thành điểm du lịch ấn tượng với du khách từ khắp mọi nơi và là điểm tìm hiểu văn hóa ẩm thực truyền thống của sinh viên học sinh trên địa bàn. Cứu con gái bị sóng cuốn trôi, người bố ở tỉnh Bình Thuận đã chết đuối. Một người đàn ông gọi tắt tên là TQN, 53 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thiệt mạng trong lúc lao ra cứu con gái 17 tuổi bị sóng cuốn trôi khi đang tắm tại bãi biển Kê Gà. Theo báo pháp luật, hôm 3 tháng 5, trong vụ việc thương tâm xảy ra một ngày trước, nhóm du khách và dân địa phương đang tắm ở bãi biển Kê Gà thì phát giác hai người đột ngột bị sóng lớn nhấn chìm nên cùng nhau đưa hai nạn nhân vào bờ rồi chuyển họ đi cấp cứu tuy nhiên người đàn ông đã thiệt mạng may mắn con gái ông được cứu sống theo lời một số nhân chứng tại bãi biển khi thấy con gái bị sóng cuốn trôi người đàn ông chỉ kịp cởi áo lao xuống biển cứu con mình nhưng sóng lớn đã nhấn chìm cả hai cha con khi được mọi người đưa lên bờ người đàn ông vẫn đang mặc quần jeans và đeo dây lưng thời điểm hai cha con gặp nạn sóng biển khá lớn dân địa phương cho hay biển cây gà có nhiều vùng nước xoáy rất nguy hiểm cho người tắm biển nhất là những du khách Tại đây thường xảy ra nhiều trường hợp chết đuối thương tâm. Chết đuối là một trong những nguyên nhân chính gây thiệt mạng trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày vừa qua tại Việt Nam, trong bối cảnh nhiều người chọn đi biển vì thời tiết nắng nóng kéo dài. Có bảy thứ kỳ lạ mà người siêu giàu sẵn sàng chi cả đống tiền. Giới siêu giàu có thể chi tiền cho những sản phẩm mà người ta cho là chẳng giống ai, mà người bình thường thậm chí không biết đến sự tồn tại của chúng. Một chủ đề trên diễn đàn Reddit với hơn 16.000 bình luận đã nhắc đến những câu chuyện kỳ lạ về cách tiêu tiền của những người giàu trên thế giới và sau đây là 7 thứ kỳ lạ. Trước tiên là phí phạt đổ máy bay. Theo một bình luận, một người đàn ông đến từ Dubai có máy bay 747 riêng đã phải trả phí phạt mỗi lần để được đáp đậu ở sân bay nhỏ địa phương tại Kentucky, Hoa Kỳ. Thông thường thì các máy bay 747 không được đậu ở sân bay này trừ trường hợp khẩn cấp nhưng vị đại gia này có vẻ như không quan tâm và sẵn sàng trả phí phạt mỗi lần đậu và được biết sân bay này thậm chí còn nâng cấp được nhiều hạng mục trong các năm nhờ số tiền phạt này tiếp theo là đá viên người chi tiền mua đá có thể có rất nhiều song những người bỏ tiền ra để mua những dạng đá viên xa xỉ có thể có suy nghĩ không ai hiểu được theo công ty đá viên cao cấp clis luxury những viên đá của họ là những viên đá gọi là cho hiệu quả pha loãng tối thiểu và làm mát tối đa được đúc bằng tay có độ trong suốt hoàn hảo và đóng thành mỗi gói 50 viên với giá là 325 đô la Mỹ mỗi một gói. Nhân bản vật nuôi, một bình luận khác cho biết một ông chủ cũ của người này đã chi 100.000 đô la Mỹ để nhân bản con chó của mình. Thông tin chi tiết về quá trình và kết quả có thành công hay không không được tiết lộ. Bảo hiểm bắt cóc, các gói bảo hiểm bắt cóc chi trả rất nhiều chi phí liên quan bao gồm tiền phải trả cho những kẻ bắt cóc hoặc là tống tiền, trả chi phí trong trường hợp tiền chuột bị rơi mất trong quá trình vận chuyển và các chi phí khác phát sinh do ai đó bị bắt cóc. Dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng những mối đe dọa này được đánh giá là rất thực tế và có thể xảy ra với bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Các bảo hiểm này có mục đích chính là giúp người mua tránh khỏi nguy cơ phải từ bỏ toàn bộ gia sản để bảo vệ người thân trong trường hợp họ bị bắt cóc. Theo Investopedia, những người Mỹ mà có thu nhập cao hoặc là người nổi tiếng, khi đi đến một số nước có thể sẽ cần loại bảo hiểm này. Các gói bảo hiểm bắt cóc có chi phí cơ bản chỉ khoảng 500 đô la Mỹ một năm, song chi phí sẽ tăng tùy thuộc vào nhu cầu. Tiếp theo là khủng long và hiện vật được cho là độc lạ. Một số người giàu được cho là có thể chi tiền mua những hóa thạch khủng long và các hiện vật khác về cho bộ sưu tập của mình, thay vì để cho các nhà khoa học nghiên cứu chúng đây cũng là một trong những vấn đề của ngành cổ sinh vật học. Một số người khác thích mua những thứ như là chiếc mũ đã được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng hoặc là tượng thời Ai Cập 5.000 năm tuổi với giá có thể từ vài chục đến vài trăm ngàn đô la Mỹ. Các loại dịch vụ gắn với cuộc sống hàng ngày Một bình luận kể lại việc một tỷ phú đã chi tiền cho các dịch vụ trong chuyến du lịch của gia đình mình như thế nào và mức độ phức tạp có thể khiến bất cứ ai phải ngán ngẩm như là có một đội được thuê đến địa điểm trước vài ngày, thuê lại hoặc là mua lại căn nhà tỷ phú này sẽ ở trong chuyến đi, báo cáo lại toàn bộ các chi tiết như là không gian tủ áo, ngăn kéo, đồ đạc, cho một đội khác ở nhà để điều chỉnh. Đội ở nhà này cũng kiểm tra lại danh sách quần áo, đồ trang sức cần sử dụng cũng như là đồ trang điểm, đồ phòng tắm để đi mua, một đội khác thì phụ trách đóng gói hành lý sau khi gia đình tỷ phú đã khởi hành và đến nơi trước để dỡ đồ cho họ kịp có thứ để sử dụng. Và những ngôi nhà thông minh như là Alexa, Google Home là một thị trường ngày càng được biết đến gần đây. Song giới nhà giàu đã có cơ hội sử dụng các sản phẩm này một thời gian dài. Và không giống như là trong các bộ phim, những ngôi nhà thông minh của giới siêu giàu có các chức năng kiểm soát còn vượt xa cả đèn đóm và nhiệt độ. Và đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.